Chào anh Tuấn Khang. Xin chào. Chào chị ạ. Chào anh. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Sinh, quản lý ở đây. Bên resort chu đáo quá hả? Cứ hẳn quản lý ra để đón tiếp chúng tôi. Có gì đâu ạ, anh chị là khách quý mà. Sự kiện đám cưới sắp tới rất quan trọng với bên resort của chúng tôi. Vina, những gì chúng ta cần làm ở đây, cô báo họ biết chưa? Dạ vâng, em đã gửi những hoạt động cần check ở trong ngày rồi. Tôi đã nhận được thông tin và lên lịch trình. Nếu cần thiết, anh chị có thể chia thành hai kíp rồi đi khảo sát trước. Thế cũng không được. Được. Chúng tôi sẽ đi cùng nhau để tìm việc trao đổi. Được thôi ạ. Bây giờ thì mời anh chị vào nhận phòng rồi nghỉ ngơi một chút. Một tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát. Tôi đã chuẩn bị hai phòng vị trí đẹp nhất dành cho anh chị. Em xem có thể thu xếp giúp anh được không? Dạ anh ơi, thực sự là hết cách rồi anh ạ. Mời anh chị ngồi là để tôi đi làm quan trọng với anh chị. Thực sự là chúng tôi cũng muốn giúp anh chị nhưng mà... Có chuyện gì vậy em? Dạ anh ơi, anh đây không đặt phòng trước mà bên mình hết mất phòng rồi anh ạ. Vợ tôi, cô ấy mới vừa gặp chuyện buồn trong gia đình. Mà hôm nay lại là ngày kỷ niệm 5 năm chúng tôi yêu nhau. Tôi muốn dành tặng cho cô ấy một bất ngờ. Tôi rất muốn ở resort bên mình, phòng nào cũng được anh ạ. Mong anh thông cảm, bên tôi kín phòng đến tận ngày kia. Tôi biết là khó, nhưng đây là nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh xem có thể thu xếp giúp tôi được không? Em, xem có thu xếp được không? Dạ anh ơi, thực sự là hết phòng rồi ạ. Ừ, xin lỗi anh, hẹn anh dịp khác ạ. Nhưng đây là ngày rất quan trọng của chúng tôi, anh cố giúp tôi với. Vẫn còn một phòng, vì đẹp nhất ở đây đó. Cứ lấy căn của tôi đưa cho họ đi. Thật ạ? Tôi cảm ơn anh. Có gì đâu, căn phòng đó đối với hai người mới có ý nghĩa, chứ với tôi sao cũng được mà. Cứ lấy căn của tôi đưa cho họ đi. Phòng của anh chị đi ạ, cho em xin chứng minh thư để em làm thủ tục cho mình ạ. Chúc hai người vui vẻ nhé. Tôi chào anh. Cảm ơn anh vì đã nhường phòng cho khách. Bây giờ thì mời anh và chị lên phòng nghỉ ngơi. Khoảng một lúc nữa thì tôi sẽ gọi điện để thông báo lịch trình. Ok. Anh Khang, giờ anh tính thế nào? Chúng ta tuyệt đối không thể ở chung phòng được. Đúng. Một nam một nữ nếu như ở cùng phòng thì cho dù người đàn ông đó có thánh thiện thế nào đi chăng nữa cũng khó có thể giữ được mình. Đi thôi. Hoang tưởng. Giờ mới biết à? Em thấy bố em đáng ghét lắm á. Phiền phức lắm. Chả có ai như bố em đâu. Tôi đang rất bận. Tôi sẽ thu xếp trả anh thật sớm. Đời tôi chưa thất hứa bao giờ đâu. Tôi lần này hơi chậm một tí nữa. Anh thông cảm nhé. Rồi. Đúng rồi.